Bé kia đấy, sẵn sàng kìa. Ti Đây. à? Mích Không, đang xong với tôi đây. À, ý mày là đuổi thằng ý đi thì mic nó không trong nhỉ? Mích phải xong, phải rõ với chơi. Nó người yêu rồi không có chụp cùng đâu. Thua. Không có người yêu mới chụp chụp cùng hả? Bởi vì cái Đúng loại nó đang ấy cậu, cậu kia cậu bao tuổi rồi? rồi. Tôi mới 18 thôi. 18 à? Mười Ui, cái tám cậu mười tám không được chơi cùng. thua. Chưa mọi à, ông có bạn không cho vào đây. Không Có gì ơi, có. có bạn không? Phải có gái xinh cho vào nha. Ăn đù. Không có, đi Thằng đâu yêu thì có cô gái. gái như này. Ấy. Đây rồi, đây rồi. Đấy, Hải ơi, vào sáng loáng người này. Hải để có con mic không trai. Hải? Có, tôi có mic đấy. Ok, ui ở đây cậu này giọng Nghệ An rồi. Nhưng mà con không thích im lặng đâu ạ. Nói rồi. Không thích. Thoái thoái con ra trường tháng 6, 6 hay tháng 7? Con không biết bao giờ con ra trường bạn. Chắc đéo học, học ngu ra trường thì đéo được. Nè. Học đại học á? Mặc ra không nhảy ơi, nhảy bóp cam thôi này, thấy cơ mẹ rồi thôi chứ không nhảy bóp cam thì khác nào tự tay bóp ấy rồi. Tớ khơi lại cái trận mới rồi, thôi cứ rồi. Kịp nói lại xin anh ấy rồi. Lại chơi trận mới rồi. Vào nhanh ra nhanh. Ừ. Vào sớm. Thì ông kia vào không muốn sớm, xem vào phim mới sớm thấy. thôi. Khổ thực sự. Có 5 thằng cũng kệ nha. Sợ nhái giọng người Đây, ta hai à? Thôi. Ai nhái đâu? Bao. Chết mẹ rồi. Là ngoài ngoài ngoài. À, không phải công nhận cái dù. Hai. Đi luôn. Con. Con. Ôi. Đi mũi. Đứng mũi. Ơi, sao bị mình đông ta nhà có tương này. Hai, thì lấy ra được hai thằng. Ngoài kìa con. Đây. Yên tâm. Ui cậu, ui giải, ui Hải à, ui giải, ui sao cậu để đang đi, cậu lại nằm chỗ vậy. Quanh đồi. Tối vẫn ra cover thì chỉ có chết cả hai người kia rồi. À thế à. Ui giải, ui vậy chứng tỏ là cái con số 3 là bắn ngủ đúng không cậu? Đúng rồi, đúng là như vậy. Lợn, nhìn đi trời vậy. Lợn. Đang Facebook. Không có máu luôn. Con ra đổi mạng, bắt mày thì con nghe thấy rồi. Ờ, bà con nói từ nãy máu này. Nói gì mày? Vừa nãy bác bảo con cho. Gì con nghe thấy rồi nhá. Bác có nói gì đâu, hỏi hai ông kia không nói một câu nào luôn. Bác bảo là bạn bắn những cái view đúng không? Con nghe thấy rồi. Ừ, bắn view view good đi. Con lợn này bắn bắn ngu như con lợn. Và thế. Và bắn y như cái tên vậy. Cái loại bác thì không chấp nhận được. Tao mất dây thật. Đấm chết he đi. Cháu thế này là hỏng rồi. Tôi đấm chết ngay. Bác có tôi cho một cái tôi cho một cái bàn tay. Tao láo thật. Ở gần mẹ tạt tôi cái vào gáy thật đau. Bác à? Cái gì con? Đi thỏa. Bác hạt con như thế à? Ơ vậy từ nãy giờ mấy ông kia đang nói cháu tôi à? Tôi cứ tưởng cháu nói cái gì. Ông sinh năm bao nhiêu mà sao lại cháu ấy? À, nó là cháu đẻ ra nó tôi đã là chú nó là bác nó rồi. Thôi già tổ bố nó rồi. Cuộc cháu mẹ nó không công bằng gì đâu cả. Đẻ ra đã làm cháu đã làm bác chúng nó rồi. Ừ, đẻ ra đã làm bác của nó rồi. Khổ. Già như bố các cậu rồi. Thế à? Già như bố các cậu. Người ta trẻ như thế bảo già như bố các cậu. Nhớ không? Chả cũng máu đấy.
Đây. Ổ. Không, con chạy 500 mét để con lấy cái cục máu nữa. Thôi nhường cho nó đi. Đấy, tôi cho nó hai cục lớn rồi. Đấy, cho nó hẳn hai cù không? Cho hai cù à? Từ bé đến lớn không biết cù là cái gì nha. Cù là cái gì? Người ta gọi cù cứt, cù kia kìa. Chỉ có Quất Lâm nhà bác với cù cứt thôi. Quất Lâm nhà bác. Nà, các cậu biết gì không? Sao? Sao? Bác ở Quất Lâm đấy. Nơi mà rất nhiều gái. À nhầm. Phải rồi. Không phải nhất rất nhiều gái mà là con gái. Con gái đi làm. Con gái quê, con gái quê tao nó thì phải quý người mến khách đéo như cái nụ chúng mày không? Đúng rồi. Quá đáng quá rồi. Có bà Xuân Thính kìa. Bà Xuân Thính gân đấy. Đâu không? Chú cháu thế này là hỏng rồi. Chú cháu này. Bác chết là chú rồi. Ông một cười này. Bác đúng rồi bác. Bác à? Này chứ cứ bác đấy ông ơi, phải là chú ông này. Thì tôi biết đâu, thế nó cứ gọi chú thì... thì tôi gọi chú bác, bác mà. Bác ơi bác. Bác thì có mấy thằng cháu ở đây bác. Ơ đang đi cây cũng mọc của em. Bác cháu mình lên trước để ăn thính trước hiểu. Tôi xuống con thính rồi xuống con này. Con xuống, à mày xuống trước đi. Mày xuống trước để nhìn địch rõ hơn đi. Đúng rồi. Phải đồi thật. Nếu ai đùa như thế cả. Hay lắm, khi thẳng mà gọn đúng rồi. Anh đồi thật. Tao bảo phi thẳng vào. Bác cháu thế này. Bác cháu thế này là hỏng rồi. Thính là thính đỏ, làm gì có người. Mày mù màu à? Thính đỏ không người đâu. Qua đây con đàn chó. Mà con nhường sự may mắn anh cho bác. May mắn đi cụ cứ gì nó rồi. Ở dưới đây chạy đông nhông nhông một đàn đi à. Đâu thấy đâu. Ngoài bờ biển. Con này chuyện bắn hay để còn khôn nữa chứ mày. Ai ngu như bác. Cất luôn lên đâu rồi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Đây, con thằng đống củi đấy. Đúng rồi, hay lắm. Mẹ thằng cút nè. Gạt nó đi. Nó khai này. Con thang chai đá này. Cứu bác. Nó kiếm này. Con thang củi thôi. Ông lại thằng đống củi đấy tôi gạt cho. Cẩn thận. Con thang củi đâu đó. Nếu tôi là thằng củi tôi là thằng củi tôi chạy. Đăn cái củ cứ đi mày đừng ám. Mẹ em. Ơ, sao nó được cứu à? Cái gì thỏa ơi? À, nó đến bờ biển, nó bảo tôi câu rồi. Nó cứu. Lía rồi. Ok. Thôi. Dư cái gì không giả? Đi shopping à? Đứa này vừa thả Echo qua. Mùa 249 này. Đâu. Mùa cái cổ cứt như loại. Này anh tát không bao giờ có treo. Nếu ai gọi mùa 249. Rất mẹ. Thích đâu. Nhanh. Ngươi kìa. Di chuyển nha, đừng ở đây một chỗ nữa. Nó ở đến đôi bốt cám ấy kìa. Thấy. Đôi bốt cam là đôi nào ấy? Đồ đấy mà đồi bốt cam. Khó hiểu. Đường đấy phải hướng bốt cam mà. Thế đôi nào nữa. Ờ. Cái đôi đi xong. Nhầm. Ngáo ngơ rồi đấy. Cứ bảo ví dụ ông nó bên phải ông phải bảo tôi là bên trái rồi. Bắn vậy nó ôi chết mẹ. Đây tôi thấy rồi. Để tôi ăn cho. Thằng ngu học này. Con đấy. Đúng rồi, ra đây con này lắm. Phải bắn hay lắm. Bác phải vỗ tay đi. Tao bị ấy rồi, red hai tay dính vào nhau nếu ấy là. Sao red là sao? Lại nhá. Lạnh không ạ? Ở miền Bắc gọi là lạnh. À ừ. Tưởng ông ở nước ngoài kiểu lành. Miền Bắc lại lạnh lắm. Bác tôi đang ở bên Nhật đóng phim ấy, đóng GV ấy ạ. Hai nồi già rồi còn đi đóng GV. Người ta tám mấy người ta đóng tôi với có thầy ông ra kìa. Tôi có 19. À ừ nhỉ. Tôi biết đâu.
ông phải chịu khó tí đấy, nên sợt lại Tokuda. Tokuda sợt lại thằng kia sợt lại bạn thân tôi đấy. Ôi vãi nồi à, thế à? Đéo biết nói gì luôn ạ. Bác không yêu con à? Cái gì con? Bác không yêu con à? Đi theo mẹ rồi tập mày bê hòm à? Nhưng mà bác phải đi theo con. Ồ, qua đấy làm gì ấy, bên này nè. Bên này nè. Tôi cứ theo đường số 2, cứ theo đường số 2 chắc chắc cú sống. Ừ thế nhở. Giờ cứ đặt niềm tin hết. Đặt niềm tin vào đường số 2. Đấy, ông số 3, ông số 3 còn tốt kìa, đi theo số 3 ấy. Ông số 3 nào? Lợn hả? Đeo lợn hả? Này. Em nói. Này con ba con là chị chúng nó, mà chúng nó gọi con là đứa. Phải nồi chị. Sinh năm bao nhiêu mà chị? Đơn chị người ta như thật đấy. Chị sinh năm bao nhiêu đấy? 95 nha. Ôi trời. Chị sinh năm 95 mà cứ bắt hỏi chị tiếp được kiểu gì? Thì người ta sẽ cho đấy. Ờ đúng rồi. Vào đi ông, vào luôn ông ơi. Cậu cho ai thì vào đi. Vào đi. Uống nước mấy người cứ dừng lại uống nước. Cô tôi còn nhìn to tôi còn như kiểu tôi còn có 12 lon nước để dành cuối trận mà. Vãi nồi, tôi 12 lon nước ạ, à, chia bớt đi. Bao nhiêu con? Ông đâu? Ông này ạ. Phải, phải nhanh của chúng ăn hết kiểu. Gì có kêu mà ăn, vừa ở đây xa xong nhé. Như vậy, mình vừa ở đây là ngủ nhỉ. Còn. Bác nhả nhớ vậy trưởng bác đừng có đi theo con, bác có ban thính chứ con đấm chết đấy. Tao đang có nhiệm vụ mở thính. Con bao giờ có nhiệm vụ mở thính bác không phải nhức đầu. Chả hiểu kiểu gì nào. Không sao lắm chết bác. Chú cháu à. À bác cháu chứ quên mất nhỉ. Cậu chơi à, bên này, bên này. Đây. Ui một team luôn. Ai nổi. Lóc một. Đồng thế từ, cắm minh. Ôi giời ơi, ôi, thính còn thính có một thằng. Ôi giời ơi, nó lên nó bạc, nó cày. Hay. Tôi bắn nóc 2 rồi đấy. Xóa, thính phải ơi. À, phải đi rồi, hay lắm. Phải đi rồi, hay kìa, lắm. Kìa. Nó bị làm sao nhở? Ở cạnh hòm thính luôn đấy. Ô, thằng kia bị nhiều lắm đấy, bây giờ chết kìa. Ồ, nó kiểu mặc giáp 10 ý. Nó ở đâu? Khỏe vãi. Hách máu rồi. bác ngồi dậy đi, bác cứ bỏ làm cái gì? Ừ, bác nằm đây cho nó uy tín. Cạn lời á. Cảm ơn cậu Xoay nha. Nằm những cái thằng kia chưa? Cậu Xoay kia chưa? Cháu tôi cho. Tôi cả cháu thỏa tôi cho cháu số 3 cho. Thôi. Tôi đang cháu học, láo. Cháu tôi đang học y đấy. Còn học y nó khốn nạn vậy ông ạ. Phải nổi học y hả? Kệ cụ thôi chứ bọn học y còn đéo nào chẳng khốn nạn. Thế à, học y là khốn nạn đó hả? Chả thế, tôi cứ quy củ hết vào vậy. Thế à? Bạc như cứt thì nói xấu cháu. Nhưng mà ông nào bảo vừa 18 tuổi, ít tuổi hơn nó rồi. Ờ. Đâu ai 18. Hớ quá. Ông bảo là 10 tuổi, ít tuổi con rồi. Hớ quá. Nó 20 rồi. Ôi vãi trưởng. Mắt. Vãi cái gì? Xem thì số 1 mình xem tao mà học hỏi kinh nghiệm thì ngu như con bò. Tao hay nốc kinh nghiệm, nốc núp được kìa. Con nữa nhờ. Nó đó đang ping lên tôi bản cuối cùng rồi. Đây bên này. Ở trong ấy. Ở cái hồ bơi ấy. Dạ. Kìa sao lại một mình bản vậy. Thôi gạt gió thôi, gạt gió thôi. Chạy ra chỗ đi con voi là thấy. Ít con voi ở đây. Ok. Đây là nó bắn bò mẹ. Nó nằm vật từ đấy rồi. Nó chết rồi. Khốn nạn nó xui mình. Xui mình vào chỗ chết đấy. Cái loại khốn nạn. Chết chỉ mong người khác chết cùng để vui. Không thì phải còn nâu mới về chết. Còn nâu nhé. Có ai dư nhiều nước không? Ôi tôi có mười mấy non đây ông ơi. Ông nào vừa bảo cần cái này đây. Reset. Ngoài chứ, mẹ mặc dù bắn ngu nhưng mà nước nhiều. Đâu, nước đây, giải ra đây, lấy cho nó sang trọng này. Đấy, cho tạm 5 non uống trước đi. Thôi, lấy. Không nhận. Lấy. Mày hoang phí thế, mày lấy một xin một non mà mày xin cái loại. Bác người ta xin nước, người ta xin nước tự dưng đi cho thuốc ạ. À. Vậy nước với thuốc thì khác gì nhau? Không, nước còn thuốc, nó sao lại khác nhau mà. Một cái bơm nhanh, một cái bơm chậm. Nhưng mà một cái là nhiều hơn. Ờ đến đôi kìa.
Đôi nào? Đôi. Nó còn ngồi rồi kìa. Nhanh, thằng tụi. Vừa nghe luôn ạ. Vừa bảo nhanh rồi, thằng kia nó ăn mất, nó ra thịt mất rồi. Này. Bắn ngu rồi, con này, con bắn ạ. Bạn nói, ức đế bạn. Chết. Ôi sao. Ôi, lại đi nốt rồi. Kia bên phải của bác. Đấy, chạy xuống. Bên trái. Mấy mẹ mồm đi. Làm đéo quá rồi này. Mẹ cá một cái đoạn đường vắng này. Ốt tỏ. Đoạn đường vắng. Bác đi về. Hát cái gì thế? Nghe, con cháu tôi nó thích âm nhạc nhưng mà đi về âm nhạc kiểu nó có thù với nó hả không nhỉ? Nó có thù với âm nhạc không? Bậy mồm đi. Thế ông bác tấu hài vẫn nổi. Ông bác có gia đình chưa? Tôi chưa. Một vợ hai con rồi. Bạn nói một vợ hai con bảo chưa là sao? Tôi là hai con vợ ấy. Tôi ông nghe thì nó con ăn hải đấy khai được cái gì. Con bác sinh vãi chủ luôn thầy. Ơ thì con bác bao nhiêu tuổi rồi thế? Thì chết thật. Lại chết thật rồi. Con bác bao nhiêu tuổi thế? Bác tôi hơn con kia cháu tôi có hơn cháu tôi có mấy tuổi thôi. Thằng con nó gọi là bác cháu mới đâu. Thua. Bác lại hỏi là hai cậu kia có chị gái hay không đúng không? Ai nồi, đéo hay đùa như thế. Con mách ấy đấy, con mách tung ấy. Kìa. Ok, tôi ấn nhầm đấy, không phải địch đâu mà, chết mẹ, cái tay nó nhảy quá. Bác lại quảng cáo cái ngón tay của bác ấy. Đấy, quả đấy thật rồi, thật không nhạy, không đùa nữa rồi. Đâu? Đéo, không biết, không có tiếng đạn luôn. Ơ, thằng này bắn hay. Về đét. Ờ, về đét. Rồi, thế nó năm rồi kìa. Đâu? Trên núi, bắn thằng là 3 viên rồi. 3 viên rồi, để con đi quê. Đúng lúc nó chạy, đét. Tê chứ đi. Bác chê đi bác. Nhìn đây, mày chống mắt đây tôi giết cái thằng ôn vật cắn trộm nào mẹ. Anh xa, để xem mày xem. Làm bằng gì? Tôi tắt cái cốp đi, trông ngứa mắt thật. Đấy, đi thật. Ok, sau lưng kìa. Mày em kìa. Sao bên đó có ra? Đấy, có cây không? Nó gạt kìa. Nó gạt thật ạ. Cái tê nhờ. Ôi trời. Sao sao lại có ra? Còn một. Bác chạy lên đi. Ông vẫn lên rồi, nó thịt ba ngày mẹ. Không, cứ lao lên đi, có ông kia cover đó. Anh ông kia đi rồi. Cứ lao lên đi, đúng không sợ. Rồi, tôi nghe ông nha. Cứ lao lên đi, hai anh em đi với nhau không? Thằng cố nạn. Ôi! Má, nó lồng bồng ra này ạ. Rồi thế nhờ. Mình tưởng ông kia bắn chết rồi chứ. Thế hóa ra ông kia bắn ạ. Bực tức dữ. Bắn 12 kill mẹ bắn vậy thì người ta còn cái gì. Quả đấy ông không knock ấy là tôi không tưởng là thằng kia. Tôi tưởng thằng này ông bắn knock thằng này. Thế là tôi quay sang gặp gió chứ. Má trời ơi, tức thế nhờ.